Hey, xin chào. Chào bạn. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về cách học từ vựng tiếng Anh đơn giản và dễ nhớ. Thì sẽ kèm theo tài liệu để chúng ta có thể sử dụng để dùng trong việc học từ vựng tiếng Anh của chúng ta. Khi chúng ta học tiếng Anh thì chúng ta cần có một cái chiến lược từ vựng rõ ràng, cụ thể. Chúng ta không nên là cưỡi ngựa xem hoa, rồi xem một số video từ vựng ở trên mạng, hay là học từ vựng một cách không có kế hoạch, thì nó sẽ không có thể nào giúp ích trong cái việc ghi nhớ từ vựng của chúng ta. Để có thể ghi nhớ được từ vựng đó, thì nó đòi hỏi sự lặp đi lặp lại, nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Nên chúng ta cần có một cái chiến lược cụ thể rõ ràng để học và ghi và ghi nhớ từ vựng. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn một cái chiến lược nho nhỏ mà các bạn có thể tự áp dụng ở nhà để học từ vựng. Chiến lược ở đây đó là chúng ta không nên học từ vựng theo những cái video mà các bạn thấy ở trên mạng. Người ta chia sẻ rất là nhiều video về học từ vựng, nào từ vựng này kia kia nọ, thì như vậy nó sẽ rất là rời rạc và nó không giúp cho các bạn nhớ được nhiều. Thì lời khuyên của tôi ở đây đó là chúng ta nên nên tìm một cái khóa học từ vựng có hệ thống rõ ràng và theo khóa học đó. Tại vì một khóa học thường thường á, nó sẽ có những cái nội dung rất là chi tiết và rõ ràng về từ vựng. Hoặc là các bạn mua một cuốn sách hoặc là tải trên mạng miễn phí một cuốn sách. Một tí xíu nữa tôi sẽ gửi cuốn sách này cho các bạn ha. Đây là cuốn sách từ điển từ vựng. Nó có hình ảnh và nó chia ra nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống. Ví dụ như đây có rất là nhiều chủ đề. Personal information, family members, North America, the world, everyday activities. Một và hai nè. Classroom actions, countries, nationalities, types of housing, the living room, the dining room. Nói chung là những cái chủ đề nó phân chia rất là rõ ràng. Và nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta phải nhớ những cái từ vựng gần gũi này. Rồi sau đó chúng ta mới cải thiện cái từ vựng mình nhiều hơn nữa. Rồi, ở đây ngày hôm nay đầu tiên chúng ta sẽ nói về một cái sai lầm rất là lớn trong cái việc học từ vựng. Sau đó tôi sẽ chia sẻ các bạn cái cách học từ vựng nha. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về những cái sai lầm rất là lớn khi mà học từ vựng. Chúng ta sai lầm khi học từ vựng. Thích giọng của thầy ấm em, cảm ơn bạn. Các bạn nếu mà muốn có thể nhìn thấy được thầy, các bạn có thể lên kênh YouTube BT English này ha. Thầy đang live trên kênh YouTube. Rồi những sai lầm khi mà học từ vựng. Thứ nhất á, nếu như các bạn tìm hiểu ở trên mạng thì các bạn sẽ thấy là từ vựng sẽ có 1.000 từ, một triệu từ. Tiếng Anh nó sẽ có đâu đó 1 triệu từ vựng. 1 triệu từ vựng. Các bạn hình dung nếu như mà chúng ta gặp từ nào chúng ta cũng học hết. Chúng ta thấy từ vựng là chúng ta học, ai dạy gì chúng ta học đó. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải đối mặt với 1.000 từ vựng này. Có nghĩa là 1.000 từ vựng này nó muốn vào đầu, có nghĩa là chúng ta thấy từ nào chúng ta cũng học hết, thì chúng ta sẽ phải đối diện với 1.000 1 triệu từ vựng của tiếng Anh. Và bởi vì lý do đó nên cái cơ hội mà chúng ta gặp lại một từ nào đó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư rất là ít. Bởi vậy chúng ta rất là khó nhớ từ vựng. Nhiều bạn nói là học ngày hôm nay, ngày mai quên, ngày mốt quên, là do chúng ta không có lặp lại nên chúng ta không có nhớ. Nên cái sai lầm thứ nhất là gặp từ nào cũng học cả, có nghĩa là chúng ta không cần phải học tất cả những từ chúng ta gặp các bạn. Mà nhiệm vụ chúng ta đó là chúng ta cần phải phải giới hạn lại cái từ vựng mà chúng ta học. Chúng ta cần phải giới hạn lại. Chúng ta không được gặp từ nào chúng ta cũng học mà chúng ta phải giới hạn lại. Thì ví dụ các bạn có thể giới hạn là các bạn chỉ học những từ vựng mà đứa trẻ 3 tuổi bên Mỹ nó biết. Đại loại như vậy. Đó, giới hạn như vậy. Thì một đứa trẻ 3 tuổi mà một cái nước nói tiếng Anh đó, nó biết đâu đó tầm khoảng 1.000 từ. Một đứa trẻ 3 tuổi thì nó biết 1.000 từ.
Các bạn cứ hình dung trong 3 tháng sắp tới, các bạn nói với bản thân mình: tôi chỉ tiếp xúc với những từ vựng mà một đứa trẻ 3 tuổi nó biết thôi. Thì các bạn chỉ tiếp xúc với 1.000 từ. Trong 3 tháng các bạn tiếp xúc với 1.000 từ, thì cái cơ hội mà các bạn gặp lại cái từ một từ nào đó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy rất là nhiều. Thì các bạn sẽ rất là dễ dàng nhớ những từ vựng này. Cái sai lầm thứ nhất á, là chúng ta không có giới hạn từ vựng để học, mà chúng ta học rất là nhiều, chúng ta học lung tung, chúng ta học mọi từ vựng mà chúng ta bắt gặp người ta dạy mình cái gì mình học cái đó. Thì nó sẽ thì nó sẽ các bạn sẽ khó có cơ hội để gặp lại một từ nào đó lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, nên các bạn sẽ rất là khó nhớ nó. Bởi vậy chúng ta cần phải giới hạn từ vựng các bạn ha. Giới hạn từ vựng. Rồi, nếu như các bạn sử dụng cuốn sách này, có nghĩa là các bạn đang giới hạn bản thân mình, giới hạn bản thân mình những từ vựng trong cuốn sách này thôi. Các bạn không có ví dụ như trong 3 tháng sắp tới, các bạn không xem những cái video trên YouTube, các bạn không xem những video trên TikTok, các bạn chỉ tập trung vào cuốn sách này. Có nghĩa là trong 3 tháng sắp tới, các bạn chỉ giới hạn bản thân mình với những từ vựng nằm trong cuốn sách này. Có thể là 1.000 từ, có thể là 2.000 từ, có thể là 3.000 từ, nhưng mà nó là một con số có giới hạn, và các bạn sẽ có cơ hội gặp lại những từ trong cuốn sách này rất rất nhiều lần, rất nhiều lần. Sách như vậy ở cuối livestream thì thầy sẽ để lại cái đường link để cho các bạn tải cuốn sách này ha. Cuốn sách này là sách học từ vựng ha, nó sẽ học từ vựng theo hình ảnh. Một tí xíu nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách học từ vựng như thế nào cho nó hiệu quả. Nếu như các bạn chỉ học từ vựng theo cái cách từ nào giờ thì rất là khó để cho mình có thể ghi nhớ được. Rồi, nói tóm lại, chúng ta cần có một cái lộ trình, chúng ta cần giới hạn từ vựng chúng ta học trong 3 tháng thì chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc với những từ đó nhiều lần được, và chúng ta mới có thể nhớ những từ đó được. Thì rất là nhiều sai lầm mà các bạn học từ vựng các bạn đang mắc phải, nó khiến cho bản thân mình khó nhớ từ vựng và sợ từ vựng. Rồi. Rồi khi mà các bạn đã có một tài liệu học từ vựng như thế này thì ok, thì các bạn phải làm như thế nào để có thể nhớ được những từ vựng này? Bao gồm những bước sau đây các bạn ha, bao gồm những bước sau đây để các bạn cần phải làm những bước sau đây. Bước thứ nhất là các bạn đọc những từ vựng này thật to lên. Các bạn cố gắng theo dõi từng bước này. Tôi đảm bảo với các bạn rằng sau khi các bạn theo dõi những cái bước mà tôi hướng dẫn để giúp các bạn học từ vựng thì các bạn sẽ cảm thấy việc học từ vựng nó dễ dàng hơn rất nhiều, và các bạn hoàn toàn áp dụng được. Nên các bạn cố gắng ha, cố gắng theo dõi. Đầu tiên các bạn sẽ đọc tất cả những từ vựng này. Nó có hình ảnh mình rất là dễ liên tưởng. Trước khi nói về từng bước, tôi muốn chia sẻ cái này nữa, nho nhỏ, một cái nho nhỏ ha. Từ vựng tiếng Anh nó theo bản thân tôi thì tôi chia ra làm 3 cấp độ, 3 cấp độ từ vựng. Từ vựng cấp độ 1 á, là những cái từ vựng mà chúng ta không cần từ điển, chúng ta vẫn có thể hiểu nghĩa. Ví dụ như tôi cầm trên tay cái ly và tôi nói với bạn là glass. Tôi cầm trên tay cái ly và tôi nói với bạn là glass. Thì các bạn có cần phải tra từ điển để biết từ glass này có nghĩa là gì không ạ? Không cần, chúng ta chỉ cần nhìn hình ảnh là chúng ta có thể đoán được rồi, chúng ta không có cần phải tra từ điển, đúng không ạ? Hoặc là tôi đưa cho bạn một cái bông hoa hồng và tôi nói là rose, thì các bạn có cần phải đi tra từ điển để biết từ rose này tiếng Việt là gì hay không? Cần, chúng ta không cần. Thì đó gọi là từ điển, từ vựng cấp 1 là từ vựng mà chúng ta không có cần phải đi tra từ điển, chúng ta vẫn có thể biết được, miễn là chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh. Đó là từ vựng cấp 1, là chỉ cần hình ảnh là các bạn có thể hiểu, nên các bạn cũng không cần phải tra từ điển. Rồi từ vựng cấp 2 là những từ vựng mà các bạn cần phải tra từ điển Anh Việt. Các bạn cần phải tra từ điển Anh Việt. Tại vì đây là những từ vựng mà nó hơi trừu tượng một tí xíu, ví dụ tình yêu. Tình yêu thì tôi sẽ rất là khó để đưa cho các bạn một cái hình ảnh để các bạn có thể hình dung được tình yêu, đúng không ạ? Hay là hối tiếc, hay là cái gì đó, là một khái niệm nó trừu tượng một tí xíu thì chúng ta cần từ điển Anh Việt. Ở một cái cấp độ từ vựng thứ ba là cấp độ từ vựng rất trừu tượng, rất là khó, ok, rất là khó,
Có thể là những cái khái niệm mà tiếng Việt chúng ta không có, thì chúng ta chỉ có trong tiếng Anh thôi, thì chúng ta cần phải dùng đến từ điển Anh thì chúng ta mới có thể hiểu được. Rồi khi mà các bạn mới bắt đầu học từ vựng á, thì các bạn chỉ nên học từ vựng cấp 1 thôi. Chỉ nên học từ vựng cấp 1 và từ vựng cấp 2 thôi. Có nghĩa là trong ít nhất là 1 năm đầu học tiếng Anh thì các bạn chỉ nên sử dụng từ điển Anh Việt và không cần sử dụng từ điển. Ví dụ như ở đây tôi chỉ cho các bạn một cái hình. Ví dụ như hình này, số 1, tôi để là get up. Thì các bạn nhìn vô cái hình số 1 này, các bạn có thể đoán được là get up là rời khỏi cái giường của mình. Các bạn đâu có cần phải đi tra từ điển coi get up là cái gì đúng không ạ? Thì trong cái cuốn sách này đa phần sẽ dạy cho các bạn cái từ vựng ở cấp 1 và cấp 2. Cái sai lầm rất là lớn của nhiều bạn học tiếng Anh đó là các bạn đi học những cái từ vựng ở cấp 3, những cái từ vựng khó, những từ vựng ở cấp độ khó khi mà các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh. Đó. Thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là khó khó hình dung. Đúng không ạ? Rồi, tóm lại là chúng ta sẽ học những cái từ vựng dễ. Bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta cần phải học những từ vựng dễ thì làm sao khi mà chúng ta đã có cái tài liệu rồi thì làm sao chúng ta có thể nhớ được nó? Okay. Đầu tiên là chúng ta phải đọc thật to nó ha. Các bạn cần phải đảm bảo rằng mình có thể phát âm tiếng Anh tốt. Mình có thể phát âm tiếng Anh tốt trước khi các bạn học từ vựng. Một bài kiểm tra nho nhỏ là các bạn hãy lấy những cái từ này và các bạn mở cái Google lên. Các bạn mở cái Google lên. Okay, ví dụ như ở đây, tôi mở cái Google lên. Đang mở Google. Rồi các bạn đợi tí xíu. Rồi. Ok. Rồi các bạn bấm vào cái nút này. Các bạn bấm vào cái nút này và các bạn cố gắng đọc những cái từ này thử xem Google có nhận ra được bạn hay không. Sách tên gì? Sách một tí xíu nữa. À, mình sẽ gửi cái đường link để cho các bạn tải về ha. Các bạn lên trên YouTube để nhận cái đường link ha. Ok. Rồi một tí xíu nữa kết thúc livestream các bạn có thể lên YouTube để nhận cái đường link để tải cái cuốn sách này về. Việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó, chúng ta cần phải đảm bảo cái phát âm của mình nó tốt. Các bạn cần phải lên cái Google để các bạn đọc những cái từ này. Thử xem Google có nhận ra được mình hay không. Get up, take a shower, brush your teeth, hay là floss your teeth, shave, hay là get dressed. Đó, chúng ta cần phải đọc thử xem Google có thể nhận ra được mình hay không. Đó là việc đầu tiên rất là quan trọng. Rồi, việc thứ hai chúng ta đọc thật to. Và việc thứ ba chúng ta bắt đầu liên tưởng đến cuộc sống của mình. Ví dụ các bạn nhìn vô cái hình đầu tiên này. Đó là get up. Các bạn giúp thầy bình luận cái chữ get up. Thì làm sao chúng ta thực hành được cái chữ này? Nếu mà chúng ta chỉ đọc get up không thì nó sẽ rất là khó để cho bạn ghi nhớ. Việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là đặt những cái câu với nó. Đặt câu như thế nào? Đầu tiên á, chúng ta sẽ đặt câu với hiện tại. Hiện tại thì các bạn nhớ hiện tại nó có hai cách dùng, là hiện tại nó về cái thói quen của mình. Rồi. Ok, rồi bây giờ ví dụ như chúng ta có thể nói là I get up at 7 a.m. Okay, I get up at 7 a.m. every morning. Okay, every morning. Every morning. Đây là thói quen của tôi. I get up at 7 a.m. every morning. Các bạn với cái hình đầu tiên này, chúng ta cần phải I usually get up at 6:30. Đó, chúng ta cần phải đặt một cái câu thứ nhất là với cái thói quen của mình. Thói quen. Đó mà thói quen thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại. Các bạn thử đặt câu với cái thói quen của mình sử dụng từ get up ha. I get up. Thói quen của bạn sử dụng từ get up. Okay. So I get up at 6 a.m. every morning. Very good. I get up at 6 a.m. every morning. Rồi để cho cái miệng chúng ta nó trôi chảy hơn thì chúng ta sẽ mở cái này lên và chúng ta đọc là I get up at 6 a.m. every morning. Thử xem Google có thể nhận ra chúng ta hay không. I get up at 11 a.m. every morning, every day. Yes, đó là cái thói quen của bạn. Và thói quen thì dùng thì hiện tại đơn. Rồi bây giờ chúng ta
Chúng ta học một cái công thức nữa, đó là tần suất. Tần suất, chúng ta nói về tần suất. Có nghĩa là chúng ta phải kết hợp những cái kiến thức ngữ pháp mà chúng ta học. Tần suất, đúng không ạ? Ok. Tần suất có nghĩa là okay. Ví dụ như một mà là thường xuyên, có nghĩa là ngày nào cũng như vậy cả 100% luôn, thì chúng ta dùng là always, là tần suất. Ok, chúng ta dùng always. Ví dụ mình nói là I always, chúng ta thêm cái trạng từ vào để cho cái câu mình nó trôi chảy tí xíu, mình nói là I always get up at 7, chẳng hạn như vậy. I always get up at 7. Tần suất. Nếu mà chỉ có 90% thôi thì chúng ta sẽ dùng từ usually. Usually. Ví dụ như chúng ta nói là I usually get up at 6. Có nghĩa là chỉ có 90% thôi, có những ngày chúng ta ngủ nướng. Đó. Đúng không ạ? 80%. 80% chúng ta sẽ dùng cái từ normally. Chúng ta sẽ dùng từ normally. Đó, normally hay là từ generally. Generally. Đó, thì 80% chúng ta sử dụng từ normally hay là generally. Ví dụ chúng ta nói là generally I get up at 7, có nghĩa là 80% thôi, cũng rất là thường xuyên ngủ nướng, đúng không ạ? Là normally. Okay. Rồi ví dụ như 70% thì chúng ta sử dụng cái từ often. Mình nói là I often get up at 7. Được không ạ? I often get up at 7 là 70%. Hay là nếu mà chỉ có 50% thôi, 50-50 á, thì chúng ta nói là sometimes. Đúng không ạ? Sometimes. Okay. Ok, chúng ta nói là sometimes I get up at 7. Sometimes I get up at 7. Okay. Rồi nếu mà ít hơn nữa, ví dụ như chỉ có 30% thôi, thì chúng ta nói là occasionally. Chúng ta nói là occasionally. Chúng ta nói occasionally I get up at 5. Có nghĩa là cũng có những hiếm, nói là trong một số dịp nào đó, occasionally I get up at 5. Có nghĩa trong một số dịp nào đó tôi cũng thức dậy vào lúc 5 giờ, đúng không ạ? Ok. Và nếu như chỉ có 10% thôi thì chúng ta dùng từ seldom. Ok. Ok, seldom. Đó, các bạn đặt câu thử ha. Ví dụ như các bạn nói là I seldom get up late, có nghĩa là tôi hiếm khi nào dậy trễ, đúng không ạ? 5% thì sao? 5% chúng ta nói là I rarely, hoặc là I hardly ever. Đó là 5% là hiếm khi nào, rất là hiếm tôi dậy trễ, rất là hiếm khi nào tôi dậy trễ. I rarely get up late. So I often get up at, I get up at 7 every day. Bạn Long ha. Rồi còn nếu như mà không bao giờ là I never. Đó, thì chúng ta phải, rồi thứ nhất á, là chúng ta sử dụng thì hiện tại chúng ta nói về thói quen. Sau đó chúng ta có thể thêm mắm muối vô nữa, chúng ta nói về tần suất nữa, chúng ta thêm những cái trạng từ này vô nữa, đúng không ạ? Okay. Đó là cái thứ hai. Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta thứ ba, chúng ta sẽ nói về cái thói quen của mình. Thói quen cộng với lại một cái điều ngược lại trong quá khứ và lý do của nó. Ví dụ như tôi nói là tôi thì ngày nào tôi cũng dậy lúc 5 giờ hết á, nhưng mà ngày hôm qua tôi dậy hơi trễ vì tôi bị bệnh, thì các bạn sẽ đặt câu như thế nào? Tôi ngày nào tôi cũng dậy sớm hết á, 5 giờ, ngày nào tôi cũng dậy 5 giờ hết á, nhưng mà chỉ có ngày hôm qua là tôi dậy trễ, rất là trễ vì tôi bị bệnh, thì các bạn sẽ đặt câu như thế nào? Có nghĩa là thói quen là mình dùng thì hiện tại, đúng không ạ? Thói quen dùng thì hiện tại. Điều ngược lại trong quá khứ, một cái điều gì đó trong quá khứ nghĩa là chúng ta dùng thì quá khứ. Và cái lý do trong quá khứ thì chúng ta sẽ dùng từ lý do trong quá khứ luôn. Thì các bạn sẽ đặt câu như thế nào? Tôi ngày nào tôi cũng dậy lúc 5 giờ hết á, nhưng mà có hôm qua là tôi dậy 11 giờ trưa, là tại vì tôi bị bệnh.
thì chúng ta sẽ đặt câu như thế nào? Nhắc lại một lần nữa là thói quen chúng ta dùng thì hiện tại. Chúng ta nói về một cái thói quen, một cái điều gì đó mà chúng ta thường xuyên làm mỗi ngày thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại. Một điều gì đó ngược lại trong quá khứ thì chúng ta sẽ dùng quá khứ, và lý do chúng ta cũng sẽ dùng quá khứ luôn. Tôi đang đợi một cái ví dụ của các bạn thử đặt ví dụ. Bản thân tôi, ngày nào tôi cũng dậy sớm 5 giờ cả, nhưng mà có ngày hôm qua tôi dậy rất là trễ, 11 giờ tôi mới dậy. Và lý do là do tôi bị bệnh. Thì các bạn sẽ đặt câu như thế nào? Các bạn sẽ đặt câu như thế nào? Các bạn trên YouTube, các bạn đặt câu như thế nào nè? I always get up at 7 every day, but yesterday I got up at 11 a.m. So because I was sick. Các bạn ha, các bạn dùng từ I was sick. I was sick. Because I was sick, I always get up early, but yesterday I got up. Ha. Bạn An nè, yesterday I got up. I got up late because, yes, I'm tired. I was tired. Bạn An ha. I was tired. I was tired. Tại vì mình nói ngày hôm qua mà cái lý do mà. I usually get up. Bạn Yuri. I usually get up at 5 a.m. But yesterday I got up at 6 a.m. because I was sick. I was. Was này. Was ba chữ bạn ha. I always, bạn trường nhớ từ always, nó luôn luôn có chữ z đằng, có chữ s đằng sau ha. I always get up at 7, but I got up, bạn trường ha, I got up too late, okay, yesterday because I was ill, okay. Rồi đó các bạn, tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ quay ngược lại cái trường hợp tiếp theo chúng ta nói về cái thói quen cộng cái lý do. Cái lý do của mình trong thói quen đó luôn. Cái thói quen cộng cái lý do. Ví dụ như tôi nói là ngày nào tôi cũng dậy lúc 6 giờ hết á, tại vì tôi bắt đầu làm việc lúc 7 giờ. Đó, ví dụ vậy. Ok. Ngày nào tôi cũng dậy lúc 6 giờ vì tôi bắt đầu làm việc lúc 7 giờ. Vì tôi bắt đầu đi làm lúc 7 giờ. Đó, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Cái lý do. Hay là ngày nào tôi cũng dậy lúc 6 giờ. Tại vì lúc 6 giờ để tập thể dục. Đó. Okay, tại vì tôi tập thể dục mỗi buổi sáng. Đó, một cái lý do để mà các bạn thức dậy vào lúc 6 giờ. Và chúng ta sẽ làm cái điều này tương tự với tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta học được ở trong cái cuốn sách này. Ở chỉ có một cái hình ảnh mà chúng ta lại phải liên tưởng nó vào trong cuộc sống của mình rất là nhiều. I always get up at 7 but I got up. Ok. Thói quen hả? Thói quen chữ O hả? Ok. Rồi. Rồi, xin lỗi các bạn. Cái mà mình dở nhất là chính tả. Ok. Rồi, cảm ơn bạn Luigi. I always get up at 7 a.m. because I exercise là được ha, không cần practice, exercise, because I exercise every day. So I always get up at 7 because I need to, các bạn, bạn pháp trường ha, I need to start my work at 7 a.m. I always get up at 6 o'clock because I have to study English. Pretty good. Đó, mình phải đưa ra một cái lý do nào đó. Các bạn cứ yên tâm, hôm nay chúng ta sẽ học rất là nhiều cái cấu trúc tương tự như thế này, rất rất nhiều cấu trúc ha. Ok. Rất nhiều cấu trúc rồi.
Thì các bạn còn nhớ thì hiện tại đơn nó còn diễn tả một cái thực tế nữa đúng không ạ? À? Bây giờ chúng ta thứ tư chúng ta nói về cái thực tế. Ok, cái thực tế là gì? Ví dụ như thực tế là tôi không thích dậy sớm. Đó là thực tế đúng không ạ? À? Tôi rất là ghét dậy sớm. Ok, tôi không thích dậy sớm. Ba tôi không bao giờ dậy sớm. Ok. Ok. Thì đó là thực tế đúng không ạ? À? Rồi các bạn cho thầy một cái thực tế sử dụng thì hiện tại đơn. Ví dụ như thực tế là tôi không thích dậy sớm, tôi rất ghét dậy sớm, tôi không bao giờ dậy sớm, ba tôi không bao giờ dậy sớm. Đó, cái thực tế, một cái thực tế nào đó. I hate, get it. So I hate, hate là đằng sau hate là cộng với lại verb in các bạn ha. I hate getting up early. Bạn 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 Mỹ Đông ha. I hate getting up early. I don't like to get up. I don't like to get up early các bạn ha. Ok. Thì cái từ like này các bạn có thể thêm có thể cộng với lại to hoặc là có thể cộng với lại verb in đều được cả. Còn cái từ hate là verb in ha. I hate getting up early. Very good. I never get up late. Very good. Đó, I don't like to ha. Bạn 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 Thanh này, I don't like to get up early. I don't like to get up early ha. So I don't like to ha. I don't like to get up early. Very good. Đó là cái thực tế đúng không ạ? Thực tế là vậy đó. Tôi không thích. Thực tế thì dùng hiện tại đơn đúng không ạ? Ok thì chúng ta sẽ đặt câu với lại một cái thực tế. Một cái thực tế. Rồi chúng ta còn có cái thực tế trong quá khứ nữa đúng không ạ? Ok, thực tế trong quá khứ. Thực tế trong quá khứ là gì? Là những điều mà nó xảy ra trong quá khứ rồi. Ví dụ như ngày hôm qua. Ví dụ như bạn nói một cái thực tế là I don't like to get up early, but yesterday I woke up. Ok. Sorry, I got up. Ok, cái thực tế trong quá khứ, ví dụ mình nói là tôi không thích dậy sớm nhưng mà ngày hôm qua tôi đã dậy sớm. Ok. Vì tôi phải đi trước ai đó ở sân bay, đại loại như vậy. Chúng ta cứ nói đại một lý do nào đó. Có nghĩa là tôi không thích dậy sớm, nhưng mà hôm qua tôi đã dậy sớm. Ok. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Tôi không thích dậy sớm, nhưng mà hôm qua tôi đã dậy sớm. So, but yesterday I had to go to work early. Yes. Ok, chúng ta nói là yesterday I got up early because I had to go to work early, đúng không ạ? Đó, ok. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo cái thứ năm đi. Chúng ta sẽ nói là cái điều gì chúng ta không nên làm trong quá khứ. Ok, nên và không nên trong quá khứ. Ok. Nên và không nên ở hiện tại thì nó rất là đơn giản. Trước khi nói về nên và không nên trong quá khứ, chúng ta thử nói về nên và không nên ở hiện tại ha. Nên và không nên hiện tại. Nên và không nên ở hiện tại chúng ta chỉ cần dùng should đúng không ạ? Ví dụ như mình có một đứa bạn ngày nào nó cũng dậy trễ hết, mình nói là ê bạn, bạn nên dậy sớm rồi tập thể dục gì đó, nó tốt cho sức khỏe của bạn, là mình khuyên người ta và nói là you should get up early đúng không ạ? You should get up early. Là mình khuyên người ta là mình dùng should đúng không ạ? À? Các bạn đặt câu thử ha. Mình khuyên người ta nè. Khuyên người ta nè. You should. Ok. Cộng với động từ nguyên thể có nghĩa là get up early. Ok. Mình cho người ta một lý do tại sao. You should get up early and work. Đó. Thì mình đưa ra một cái lời khuyên. You shouldn't get up late. Đúng rồi. Lời khuyên. Rồi bây giờ khuyên trong quá khứ nè. Khuyên trong quá khứ thì đầu tiên á, bạn nói là bạn nói một cái sự thật trong quá khứ. Ví dụ bạn nói là I got up very late this morning. Có nghĩa là sáng nay tôi dậy rất là trễ. Ok. Được không ạ? À? So, sáng nay tôi dậy rất là trễ. Thì bạn nói là sáng nay tôi không nên dậy trễ như vậy. Có nghĩa là nên và không nên trong quá khứ. Thì chúng ta sẽ dùng chủ từ nè cộng với lại should, ok, và cộng với lại
have và cộng với lại động từ cộng 3 hoặc là thêm ed. Ok, ví dụ như tôi nói là hôm sáng này tôi không nên dậy trễ. Tại vì cái điều dậy trễ hôm sáng này nó đã xảy ra rồi, là I got up rồi. I got up very late this morning rồi, nó đã xảy ra rồi. Bởi vậy cái này là chúng ta nói là không nên làm trong quá khứ, chúng ta hối tiếc lại. Thì chúng ta nói là I shouldn't have, đúng không ạ? I shouldn't have gotten, đúng không ạ? I shouldn't have gotten up so late. Okay, this morning, đúng không ạ? I shouldn't have. Okay. So I should have brushed my teeth. Okay. Rồi có nghĩa là hồi sáng này mình đi làm mình không có đánh răng. Sau đó vô công ty ai cũng nghe cái mùi hôi của mình né ra. Cái mình nói là I should have brushed my teeth. Very good. I shouldn't have gotten up so early, so late. Yeah. Gotten up chứ không phải gotten off các bạn ha. Đó, các bạn hình dung được chưa? Có nghĩa là nên và không nên trong quá khứ là chúng ta để có thể sử dụng được cấu trúc này thì chúng ta phải có một cái điều gì đó nó đã xảy ra rồi trong quá khứ. Ví dụ như tôi nói là hồi xưa tôi đi học đại học. Đó là I went to university, đúng không ạ? Bây giờ tôi nói là hồi xưa tôi không nên học đại học. Là tôi nói là I shouldn't have gone to university, đúng không ạ? I shouldn't have gone to university. Rồi, hồi nãy tôi mới chửi ai đó. So I yelled at someone. Ok, bây giờ tôi nói là I shouldn't have yelled at him, đúng không ạ? I shouldn't have yelled at him. Ok, I shouldn't have gotten up so late. Ok, rồi, các bạn nắm được cái cấu trúc này chưa? Cấu trúc số 7. Cấu trúc số 7 là tôi gọi, người ta gọi nó là câu điều kiện loại 3. Nhưng mà bản thân tôi gọi nó là câu điều kiện quá khứ. Tại vì nó chỉ nói về những điều xảy ra trong quá khứ thôi. Nó không dùng để nói về những điều xảy ra hiện tại. Nên bản thân tôi gọi nó là câu điều kiện quá khứ để tôi dễ nhớ thôi. Ok. Rồi. Hôm qua bạn đã dậy rất là trễ. Ok. Dậy rất là trễ và bạn đi làm trễ. Đó mà. Dậy trễ, đi làm trễ. Ok, bây giờ bạn nói là nếu như hôm qua tôi không dậy trễ thì tôi đã không đi làm trễ. Ok, hôm qua bạn dậy trễ. Ok. Ok, rồi hôm qua bạn dậy trễ là you got up late yesterday. Ok, bạn đi làm trễ là you. Ok. I was late. Ok, là I was late. Rồi, bây giờ mình, đó là sự thật, nó xảy ra trong quá khứ rồi, đúng không ạ? Sự thật hoàn toàn đúng, nó xảy ra trong quá khứ là hôm qua tôi dậy trễ, I got up late. Và tôi đi làm trễ, I was late for work. Đó là sự thật, đúng không ạ? Ok. Cái web gì ha? Thầy không hiểu. Rồi, bây giờ mình nói là Hầu hôm qua tôi không nên dậy trễ. Ok, là chúng ta đã nói là đã sử dụng cái nên và không nên trong quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta nói là nếu hôm qua tôi không dậy trễ thì tôi đã không đi làm trễ. Nếu hôm qua tôi không dậy trễ thì tôi đã không đi làm trễ thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Rồi, câu điều kiện trong quá khứ công thức đó là if, ok, cộng với lại quá khứ hoàn thành. Ok, và cái vế kết quả là would have cộng với động từ cộng 3 các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ đặt câu như thế nào? Web của sách, một tí xíu cuối livestream ha. Cuối livestream các bạn, thầy sẽ lục lại. Thầy sẽ lục lại và thầy sẽ gửi cho các bạn cái đường link để các bạn tải ha. Ok. Nếu mà không có thì cứ nhắn tin cho thầy. Nói chung là thầy sẽ gửi lại cho các bạn cái cuốn sách này. Rồi, có nghĩa là tất cả những điều này chúng ta sẽ không phải chỉ làm với lại một anh này đâu, mà chúng ta sẽ làm với tất cả các anh khác luôn. Tất cả các anh khác. Mà không chỉ có một cái hình này, chúng ta sẽ làm rất là nhiều cái anh khác nữa. Mỗi ngày chúng ta sẽ làm một lần như vậy. Đó, ở đây có rất là nhiều từ vựng. Và mỗi từ vựng các bạn đều có thể làm giống như thầy.
Ở đây có rất là nhiều từ vựng, nhiều chủ đề khác nhau. Mỗi chủ đề trong cuộc sống mà các bạn có thể tìm thấy được mỗi chủ đề, mỗi từ vựng trong trong cái cuốn sách này. Và mỗi chủ đề như vậy, chúng ta mỗi ngày chúng ta dành ra khoảng 1 tiếng đồng hồ để chúng ta làm giống như vậy, được không ạ? Rồi, sao không, sao chưa có bạn nào đặt câu giúp thầy cái câu này? Thầy đã cho công thức rồi mà, các bạn thử đặt câu nè. Câu điều kiện loại 3 hay còn gọi là câu điều kiện trong quá khứ. Câu điều kiện này chỉ dùng để nói về những việc đã xảy ra trong quá khứ, dùng để các bạn hối tiếc về những việc đã xảy ra trong quá khứ rồi. Để sử dụng câu điều kiện loại 3 này, câu điều kiện trong quá khứ này thì bạn đầu tiên các bạn phải có một cái sự thật trong quá khứ là I got up late và I was late for work yesterday. Bây giờ nếu mà tôi không dậy trễ thì tôi đã không đi làm trễ. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? If I hadn't gotten up late, I wouldn't have been late. Okay, I wouldn't have been late. Tại vì câu 3 của was là been, đúng không ạ? Câu 3 của was là been. Thì chúng ta sẽ nói là I wouldn't have been late for work yesterday. I wouldn't have been late for work yesterday. Bạn Nguyễn, 3 số 1, sửa lại giúp thầy. Okay. Web tên gì? Đợi thầy tí xíu ha. Thầy lục lại. Okay. Giới thiệu cho các bạn một cái, không phải là web ha. Không phải là web, nhưng mà nó là web. Ok, các bạn đợi thầy tí xíu ha. Thầy lục lại hơi lâu. Rồi, chia sẻ luôn các bạn. Không xem livestream lần trước. Tại vì cái này thầy đã chia sẻ lần trước rồi. Các bạn đợi thầy tí xíu ha. Ok, rồi. Đây là website. Đây là website. Website để tải cuốn sách này thì các bạn vào cái website này. Okay. Các bạn đợi lại tí xíu ha. Rồi, các bạn vào cái website này ha. Rồi, sau khi các bạn vào website này thì các bạn tìm cái cụm từ, tìm cái tên của cuốn sách đó. Tên của cuốn sách đó là Word by Word Picture Dictionary. Ok. Và bên cạnh đó có rất là nhiều sách. Nếu như các bạn nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy thầy đang tải cái cuốn sách mang tựa đề là The Five Love Languages, là 5 ngôn ngữ tình yêu. Các bạn, có bạn nào thích đọc sách không ạ? À? Thầy sẽ có những cái buổi livestream đọc sách thì sẽ như thế nào ạ? À? Có nghĩa là thầy, bản thân thầy thì thầy đọc sách mỗi ngày. Nhưng mà nếu như các bạn muốn thì thầy sẽ livestream cái buổi đọc sách của thầy. Thầy sẽ giải thích nghĩa, đồng thời giải thích ngữ pháp người ta dùng trong cuốn sách đó cho các bạn. Có nghĩa là giải thích tất cả để giúp các bạn có thể hiểu cuốn sách đó giống như thầy đang hiểu. Các bạn nào có hứng thú về việc này không ạ? À? Hứng thú về việc cùng đọc sách với thầy, tại vì mỗi ngày thầy cũng dành thời gian để đọc sách. Nếu như mà các bạn thích thì thầy sẽ livestream một buổi livestream để cùng đọc sách với các bạn. Chúng ta sẽ cùng đọc cái cuốn sách này, tại vì thầy đang đọc cuốn sách này, thầy vừa mới tải xong. Và ở trang web này các bạn có thể tải rất nhiều sách tiếng Anh. Rất nhiều sách tiếng Anh. Rất nhiều sách tiếng Anh. Chứ không phải chỉ và thầy khuyên là chúng ta nên đọc sách và chúng ta nên học những cái khóa học đã được thiết kế sẵn rồi. Chúng ta không nên học những cái video rời rạc ở trên YouTube các bạn ha. Okay. Dạ. Quay lại. Các bạn hơi chóng mặt đúng không ạ? Các bạn chịu khó tí xíu ha. Okay, rồi, quay lại với cái hình này. Rồi, chúng ta đặt câu à. Chúng ta đặt câu. Rồi. Nếu mà hôm qua tôi không dậy trễ. Ok, có nghĩa là If I hadn't. Ok, if I hadn't gotten up late yesterday. Okay, so I wouldn't have been late for work. Đúng không ạ? So if I hadn't gotten up late, I wouldn't have been late for work. Okay. Đúng rồi, thầy đọc online, thầy làm gì có tiền mà mua sách giấy. Đọc online thôi các bạn. Okay. Rồi, phần lớn sách thầy đọc online không à? Không bao giờ mua sách giấy thầy. À, thật ra một lý do là thầy không muốn có gì hết các bạn. Nó là một lý do là thầy không muốn có giữ gì cả. Thầy
cho dù có đọc sách, có mua sách thì đọc xong rồi một là cho người khác, tặng người khác, chứ thầy không có giữ lại bất kỳ cuốn sách nào cả. Ok, thầy livestream vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần các bạn ha. Rồi các bạn thấy bắt đầu công thức nó bắt đầu khó chưa? Công thức nó bắt đầu khó chưa? Ok. Rồi bây giờ chúng ta quay lại một cái công thức dễ hơn đi. Ok, số mấy rồi ha? Số 8 ha. Số 8 là ra lệnh đi. Ra lệnh. Đi tắm đi. Ok, ra lệnh cộng với một lý do. Ok. Ví dụ như ở đây mình kêu người ta ra lệnh đi. Ví dụ mình kêu người ta dậy đi thì mình nói là get up, đơn giản là get up đúng không ạ? Get up. Ok. Thầy đọc khoảng bao lâu một ngày? Tùy các bạn, tùy. Thầy đọc khoảng nửa tiếng, một tiếng gì đó. Tùy buổi ha. Ok. Ví dụ mình ra lệnh người ta đi tắm đi thì mình sẽ nói như thế nào ạ? Ok, ra lệnh người ta đi tắm đi, ra lệnh người ta đi đánh răng đi, ra lệnh người ta đi này, floss your teeth. Floss là sử dụng cái chỉ nha khoa các bạn. Các bạn có thể tự tham khảo ở đây ha. Ở đây nó có sẵn hết nè, floss your teeth. Floss your teeth. Mình ra lệnh cho người ta đi cạo râu đi. Rất là nhiều bạn nói thầy là đi cạo râu đi. Đó, ra lệnh cho người ta đi cạo râu đi, đi thay quần áo đi. Ra lệnh. Các bạn thử ra lệnh cho người ta và kèm một lý do nữa nha. Kèm một lý do, ví dụ như thầy nói nè. So, get up, it's too late. Đúng không ạ? Get up, it's too late. Hay là thầy nói là go take a shower, you're stinky. I can smell you from here. Go take a shower, you're stinky. I can smell you from here. Có nghĩa là đi tắm đi, you're so stinky. Bạn hôi quá, I can smell you from here. Là tôi ngồi đây mà còn nghe mùi nè. Tiếng Việt mình là như vậy. Đúng không ạ? Ok. Ok, chúng ta cứ nói là không, chúng ta nói là đi cạo râu đi, chúng ta chỉ cần đơn giản là go shave là được các bạn. Go shave. Thầy cho em lại tên sách picture dictionary các bạn. Em thêm chữ picture là hình ảnh và dictionary là từ điển nữa, picture dictionary. Thầy có dạy idiom. Idiom ta cần gì thầy giải? Trời ơi. Các bạn này thật. Các bạn vào trong cái trang này, các bạn đánh cái từ English idiom mà các bạn thích. Nếu mà các bạn thích gọi là nếu mà các bạn thích American slang á thì các bạn cứ đánh vô American slang. Các bạn thích gì thì tìm sách học thôi. Ok, đâu có cần thầy dạy đúng không ạ? Ok. Rồi. Mình đánh cái từ idiom vô, mình tìm một cuốn sách về idioms nè. Ok, so Oxford Dictionary of Idioms nè. Tải về, đọc, nghiên cứu, mỗi ngày học một cái. Đó. Ok, đừng có đi học rải rác của người ta. Được không ạ? Tải sách về học các bạn. Muốn học cái gì thì học cái đó. Muốn cảm thấy mình đang thiếu idioms, tải idioms về. Thích idioms, thích slang của Mỹ, tải American slang về. Thích slang của da đen thì tải những cái slang của những người da đen về. Thích slang của anh thì tải những cái slang của anh. Thích slang của Úc thì tải slang của Úc. Nói chung là tải sách về các bạn, đừng có đi hỏi thầy kể. Thầy có lưu file không thầy? Em phải lưu con. Vào trang YouTube của thầy, livestream sẽ được lưu ở trang của ở cái kênh YouTube của thầy tên là BT English. Khi các bạn vào cái trang BT English, các bạn sẽ thấy một chuỗi danh sách phát, thì trong đó sẽ có cái danh sách livestream. Các bạn hãy đánh vào cái danh sách livestream, sẽ click vào thì các bạn sẽ thấy tất cả những livestream của thầy. Ok, thầy ơi nói lại tên website, ở đây các bạn. Ok, thầy không biết nó đọc như thế nào luôn. Ok, các bạn nhìn ha. Ok, có từ lead nè. So vn1lead.org, đúng không ạ? Ok. Rồi các bạn tải sách về ha, idioms, slang gì đó thì cứ tải sách về học từ vựng. Ví dụ như nè. Trong cuốn sách này các bạn tất cả những từ vựng mà các bạn học được sẽ là tiếng Anh của người Mỹ và đặc biệt là của North America, tại vì đây là cuốn sách của tiếng Anh của người Mỹ, Bắc Mỹ, North America. Nếu như các bạn thích South America thì các bạn sẽ tải những cái từ điển của South America, có nghĩa là tiếng Anh Nam Mỹ. Các bạn
thích cái thích tiếng Anh của người Anh thì các bạn sẽ tải từ vựng của người Anh, các bạn thích tiếng Anh của người Úc thì các bạn sẽ tải từ vựng của người Úc, cái sách của từ vựng của người Úc về mà chúng ta học, được không ạ? Ok, chúng ta không có nên học từ rải rác ở trên mạng các bạn. Ok, sách này tên gì? Ok, rồi, sách này tên là Word by Word Picture Dictionary. Word by Word Picture Dictionary. Và cách để có được cuốn sách này là các bạn vào cái trang web này. Các bạn vào cái trang web này. Ok, trang web này. Và các bạn đánh cái tên vào thì các bạn sẽ có cái nút tải thôi. Và bạn sẽ tải miễn phí về, không cần phải đăng ký tài khoản gì cả. Ok, cái website này ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học ha. Ra lệnh, các bạn ra lệnh các bạn ra lệnh người ta giúp thầy. Các bạn ra lệnh là đi tắm đi thì chúng ta sẽ nói như thế nào ạ? Đi tắm đi bạn hôi quá kìa. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào ạ? Đi tắm đi bạn hôi quá kìa. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ thực tập ra lệnh. Và nhiệm vụ các bạn là phải ra lệnh tất cả những cái hành động này. Tất cả những cái hành động ngày hôm nay chúng ta học nè. Get up nè. Take a shower, brush your teeth, floss your teeth, shave, get up, wash your face and put on makeup, brush your hair, hay là comb your hair, make your bed. Nói chung là chúng ta ra lệnh, thật coi, ra lệnh. Go to the bathroom, please. Go to the bathroom để làm gì ạ? Không có nói như vậy. Không có nói như vậy. Go to the bathroom, các bạn có thể làm mọi thứ, không có cần phải. Hoặc là các bạn có thể kêu người ta vô trỏng để các bạn đóng cửa lại, các bạn nhốt người ta trỏng. Không có nghĩa là kêu người ta đi tắm. Các bạn nói là go take a shower. Go take a shower, được không ạ? Ok, các bạn có thể nói là you're stinky. Go take a shower, you're stinky. I can smell you from here. Chẳng hạn như vậy. Tôi có thể ngửi thấy cái mùi hôi của bạn. Ở đây mà tôi còn ngửi thấy cái mùi hôi của bạn nè. I can smell you from here. Go take a shower, you're stinky. Go take a shower right now. Very good. Ra lệnh cho người ta, đúng không ạ? Ok. Rồi, ra lệnh cho người ta đi súc miệng đi. Đi súc miệng đi. Đi đánh răng đi. Thì chúng ta sẽ ra lệnh như thế nào? Và chúng ta cứ tiếp tục ra lệnh cho tất cả các hình ảnh ở đây. Ra lệnh các bạn ha. Ra lệnh. Ok. Rồi, sau khi các bạn đã ra lệnh rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng học thêm một cấu trúc mới nữa. Cấu trúc mới nữa, cấu trúc số 9. Đó là dự định trong quá khứ. Dự định trong quá khứ. Dự định trong quá khứ là những dự định mà bạn không bao giờ có cơ hội làm nó. Ví dụ như tôi nói là tôi tính dậy sớm mà không bao giờ dậy được hết á. Dậy sáng mơi là nó mệt, dậy không nổi. Phải nướng mới được. Có nghĩa là cái dự định, ví dụ như tôi nói là tôi tính, hồi xưa tôi tính đi học đại học. Nhưng mà nhà khó khăn quá, không có tiền đi học đại học được. Có nghĩa là cái dự định của bạn trong quá khứ nhưng mà bạn không bao giờ có cơ hội để làm nó thì gọi là dự định trong quá khứ. Web tên gì? Web tên này các bạn ha. Okay. Rồi, thầy gửi cho các bạn ở trên YouTube. Rồi, mình không bao giờ có cơ hội làm nó. Ví dụ như mình nói là tôi có định dậy sớm nhưng mà không bao giờ dậy nổi hết. Đó, ví dụ như tôi định gọi cho bạn nhưng mà tự nhiên điện thoại tôi hết pin. Đó, tôi định đi du lịch nhưng mà xem lại tài khoản hết tiền rồi. Có nghĩa là dự định trong quá khứ thì chúng ta sẽ dùng hai thì các bạn. Chúng ta dùng were going to. Ok, were going to là chúng ta dùng là chúng ta dùng là plan on cộng với lại verb in các bạn. Dự định trong quá khứ, ví dụ như tôi nói với các bạn là hồi sáng này tôi dự định là dậy sớm để tập thể dục nhưng mà hầu tối quên cài đồng hồ mất tiêu rồi không dậy được nên sáng nay dậy trễ. Có nghĩa là tôi muốn nói cho các bạn là ngày hôm qua tôi dự định dậy sớm, tôi dự định sáng đây nè là dậy sớm để đi tập thể dục đó, nhưng mà tối hôm qua tự nhiên quên cài đồng hồ, tối hôm qua quên cài đồng hồ nên sáng nay dậy trễ không đi tập thể dục được đó. Thì cái dự định của tôi ngày hôm qua trong quá khứ thì tôi sẽ sử dụng hai, một trong hai cái này các bạn. Ok. Ok. Thầy ơi cho em xem lại được không? Ok. Rồi các bạn đặt câu đi à. Dự định trong quá khứ là mình dùng were going to. Hoặc là mình dùng là
Hạ là mình dùng là blend on cộng với lại động từ thêm in. Ok. Và các bạn đặt câu là ngày hôm qua là tôi định sáng này á, là tôi dậy sớm đi tập thể dục đó, nhưng mà tối ngủ là quên cài đồng hồ nên sáng nay không có dậy được, dậy trễ nên không có đi tập thể dục được, thì các bạn sẽ đặt câu như thế nào ạ? Giọng livestream của thầy tùy vào thiết bị khác nhau các bạn, thiết bị khác nhau thầy cũng không biết. I was going to England, but the COVID-19 pandemic came. Yes, okay, very good. Các bạn có thể nói là COVID-19 like các bạn có thể dùng từ hit. But COVID-19 hit. Các bạn có thể dùng từ hit này ha. Okay. Hit. Hit. Okay, COVID-19 hit. Okay. Rồi các bạn đặt thử cái câu kế đọc này ha. Tôi dự định dậy sớm vào ngày hôm qua, tôi định dự định dậy sớm để đi tập thể dục. Nhưng mà quên cài đồng hồ. Okay, I planned on exercising yesterday, but I got up late. Okay, very good. I plan on exercising very good. Okay. Giọng trong clip ấm hơn. Okay, I plan on getting up earlier to do exercise this morning, but I got up. Sorry, I forgot to set the alarm. Yes, okay, very good. I plan on getting up early yesterday, but I forgot to set the alarm. Very good. Đó, các bạn hình dung được không ạ? Các bạn làm được rồi đó, các bạn nói được rất là tốt, các bạn có thể diễn đạt được rồi đó đó. Ok, thì tiếng Anh nó là như vậy các bạn. Tiếng Anh nó là như vậy. Bây giờ chúng ta có một cái nhìn nhận khác về việc học tiếng Anh. Đó là chúng ta cần phải có cái sự, chúng ta cần phải kết hợp giữa ngữ pháp và từ vựng với nhau. Ngữ pháp nó thật sự nó không phải là không quan trọng, nhưng mà nó chỉ có 10% quan trọng thôi. Có nghĩa là từ nãy giờ ở đây chúng ta đã ngồi lại và chúng ta đã học chính được chính cái cấu trúc ngữ pháp. Chính cái cấu trúc ngữ pháp dùng trong chính trường hợp khác nhau. Và các bạn phải nhớ tất cả những cấu trúc này và các bạn phải áp đặt nó vào trong tất cả những tình huống này. Áp đặt nó vào trong tất cả những tình huống này, không phải những tất cả những tình huống này không, mà còn tất cả những tình huống đằng sau này nữa. Đó, thì chúng ta cứ làm như vậy thì chúng ta có thể master được, chúng ta có thể master được chính cấu trúc này đúng không ạ? À? Chúng ta nếu mà chúng ta và tôi tin là một điều rằng nếu mà các bạn sử dụng thuần thục chính cấu trúc này thôi, còn nhiều nữa chứ không phải chỉ chính cấu trúc này thôi, nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ chia sẻ tới đây thôi, những cái khó quá sẽ làm cho các bạn bối rối đúng không ạ? À? Ok. À, thầy lướt lại, xem lại livestream của thầy đi, xem lại livestream của thầy ở kênh BT English. Ok, ở kênh BT English xem lại ha. Nhớ xem lại các bạn chính cấu trúc này có thể sẽ giúp các bạn có thể diễn đạt được mọi thứ trong cuộc sống của mình, bất kỳ cái gì trong cuộc sống của mình, chỉ cần thêm từ vựng trong cuốn sách này nữa là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được tiếng Anh rồi. Nó đơn giản là như vậy, tiếng Anh nó đơn giản là như vậy. Nếu mà chúng ta có một chiến lược, nếu mà chúng ta có một chiến lược thì chúng ta sẽ rất là nhanh chóng đạt được cái mục tiêu sử dụng tiếng Anh của mình. Các bạn cứ hình dung nếu mà không phải chính chính cấu trúc mà các bạn học được 30 cấu trúc, còn nhiều nữa, có dịp nào thì thầy sẽ chia sẻ cho các bạn thêm nữa. Nếu các bạn có 30 cấu trúc và các bạn luyện tập như thế này mỗi ngày thì các bạn sẽ cảm thấy mình rất là dễ dàng diễn đạt được cái ý của mình đúng không ạ? Ok. Nền tảng nào là sao ạ? Ok. Các bạn nhớ xem nền tảng YouTube ạ, YouTube. Ok, các bạn vào YouTube ha. Tại vì YouTube có thể lưu lại được nên thầy quyết định là slide ở hai bên, tại vì cái kênh TikTok không thể nào lưu cái livestream lại được. Đó là một điều rất là tiếc. Nên thầy phải kèm ở like ở cái kênh YouTube của mình để cho các bạn muốn xem lại có thể vào YouTube để xem lại và nhắc lại, để tải được cái cuốn sách này rất là đơn giản, các bạn vào cái trang có tên là này. Ok,
vào trang có tên là VN số 1 chữ LL chữ LIB và .org. Sau đó các bạn tìm cái tên là Word by Word, các bạn tìm tên này ha. Word by Word đây. Ok. Các bạn tìm cái tên này. Rồi, là Word by Word Picture Dictionary các bạn ha. Các bạn enter một cái thì các bạn sẽ thấy cái cuốn sách này, các bạn bấm vào nó. Sau đó các bạn thấy cái nút tải về ở đây. Tải về đây, các bạn tải về miễn phí ha. Ok. Web thầy đang dạy tên gì? Ok. Rồi, đó là trang web để mình tải tài liệu bạn ha. Ok. Rồi, đây là trang web để mình tải tài liệu. Các bạn ghi lại. Và thêm một điều nữa là xem lại livestream ở kênh BT English, kênh YouTube. Và thầy sẽ livestream vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần vào lúc 9 giờ. Có thể là đôi khi nó trải thành 9 giờ 15 giống như hôm nay. Nhưng mà thầy sẽ cố gắng không trải. Nên các bạn hôm nào thầy trải thì các bạn cố gắng đợi ha. Thứ tư và chủ nhật vào lúc 9 giờ. Hẹn gặp các bạn trong livestream tiếp theo. Bye bye.